Xin chào anh chị em cô bác nhé. Nay em làm lại cái bánh á, mì Thổ Nhĩ Kỳ mọi người ơi. Nhưng mà làm cái bánh này ấy, với cái gì nhỏ, bữa trước em làm ấy thì ăn không cũng được, nhưng mà hôm nay em sẽ làm cái kiểu cho bột cho dầu ô liu vô mọi người. Với cái kiểu gì nhỉ, em sẽ cho cái gì nhỉ, em sẽ làm kiểu như hai nước ăn kèm mọi người, làm bơ tỏi này, mình ăn cùng bơ tỏi mọi người, với lại làm nước gì nhỉ, dầu gọi là dầu gì nhỉ, em quên cái tên rồi, xin lỗi mọi người nhé. Dầu hàn đấy, mỡ hàn mọi người, mỡ hàn mà mọi người ở Việt Nam mình hay ăn cùng với lại gì nhờ, bắp nướng ấy mọi người. Em thử làm hai cái kiểu vậy xem ăn cái nào ngon, thử coi, review cho mọi người coi luôn. Tại em thấy ấy, cái nước mắm ấy, mà người ta trộn khi mà bắp nó nướng lên, chỗ em làm ấy, người ta cho gì nhờ, mỡ hàn vô, mà mỡ hàn người ta phe phe ăn nó ngọt ngọt mà mặn ăn ngon mọi người. Thì em thử làm cái đấy xem như thế nào. Rồi em sẽ chiên cái này, gọi là nướng, quả gọi là nướng. Bán nó coi rồi tính em là nước kia xem ăn sẽ ngon nào, để cho mọi người coi luôn nhé. Em có thêm một cái này nữa là cho mọi người coi luôn. Nếu mọi người muốn coi lại cái video mà làm sao và làm cái bánh này, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ, mọi người có thể, em sẽ share cái link ở dưới cho mọi người coi những video trước của em nhé mọi người nhé. Đó, em xào tỏi trước mọi người. Em làm bơ tỏi mọi người, nhưng mà em thấy bơ tỏi xào hơi chất cháy ấy. Như nó không có trắng ấy, thì thơm. Mà cái nồi của em làm này nó chín nhanh quá. Cho tỏi bơ vô. Tại vì mọi người biết để cái tỏi mà để làm bơ tỏi mà kiểu như là cái tỏi nó vẫn còn giống vậy, nó không có được vàng ấy, ăn tí nó thơm thật nhưng mà nó có cái vị đắng mọi người, tại vì nó chưa chín hẳn ấy mọi người, cho nên em thấy xào ấy nó hơi vàng ấy thì nó vừa thơm mà nó không có đắng như là để nó chưa chín ấy, theo cảm nghĩ của em ấy mọi người. Đó, rồi em cho cái lá ai, cái này nó mặn mặn, tại vì cái bơ này bơ mặn, người em cho cái parsley vô cái lá này nè, cái lá giống như là ngò tây nhỏ, tại vì bên nó hơi giống ngò rí, mọi người biết cái lá đấy, lá này là người ta làm khô rồi đó, đan cùng bánh mì đó mọi người. Mà ai mà em thấy ai mà ăn mặn quá không ăn được ấy mọi người, thì mọi người cho thêm một tí bột ngọt hoặc tí đường vô nhá. Em này em sẽ chắc chắn cho một tí đường với một tí bột ngọt vô rồi ấy. Đó, đặt nhỏ lại, cái nồi này nó dễ chín lắm, thơm quá mọi người, thơm bơ. Đó, rồi tí em làm cái nước chín nữa mọi người, đặt xuống đây nha mọi người. Em làm xong mọi người này, bây giờ em chấm ba loại nước chấm nhé, tương ớt nhé mọi người. Cái này là nước mắm, giờ là cái mắm hàn ấy, mà mỡ hàn ấy mọi người, nó mắm mỡ hàn mà mọi người ha. Em cho một tí bơ vô cho nó thơm. Mà mọi người đi mấy cái món đường phố của nhà mình, nói trước bữa trước em có nói mọi người là, nay em có nói mọi người là ăn với bắp nướng mọi người, hay chất cái này lên mọi người. Còn này bơ tỏi nhé mọi người nhé, cái này bơ tỏi thường thường người ta làm không có chiên và không có nấu vàng như em đâu, em nấu vàng tại vì em thấy cái ăn kiểu kia hơi nó đắng mọi người. Mời mọi người giúp em nhé. Em thử cái gì trước nhỉ? Nước mắm trước đi nhé mọi người nhé. Ủa mọi người, hợp đấy. Hợp. Cái này được à? Ăn hợp mọi người. Mắm nữa đi. Thử cái hành lá,
hành lá nha em, trồng organic. Là được tiếp. Tương ớt nha mọi người. Chấm tương ớt ớt ấy ăn được, nhưng mà ăn theo kiểu như là một cái mà chấm với tương ớt ăn ngán mọi người. Ăn tương ớt cũng được mà độ ngon, em thấy cái này được này, ngon hơn. Rồi đến nó mơ bơ nha mọi người nhá. Cái này thơm ngon mọi người. Ngon quá. Em lấy cái thìa ra. Gặp nó rất là. Cái này em thấy ngon này. Ăn cái này hợp mọi người. Này. Ăn cái này em thấy hợp ngon hơn này. Em thấy. Em thấy ăn cái này hợp nhất. Này nhỉ. Này ăn một cái mà chấm mấy tương ớt không ăn ngán mọi người, không ăn nổi đâu. Em thấy cái này ngon nè. Bơ tỏi. Bơ tỏi ấy, em nghĩ là rất dài luôn này. Bơ tỏi mà mọi người em thấy ấy, cái bơ mọi người dùng bơ ấy mà bơ mặn ấy, rồi mọi người cho thêm một tí bột ngọt hoặc là tí đường vô, mọi người ăn ăn hợp, ăn ngon. Chứ bể bơ không mà mặn mặn thôi ăn nó hơi bị ngán, ta không có hợp với khẩu vị Việt Nam mình đó mọi người. Này ngon. Em thích ăn kiểu này. Ngon à. Thơm miếng đi, ngon quá. Cái bơ cái tỏi em làm cho nó vàng lên mọi người. Ăn ấy, nó thơm, nó không có bị khét. Mà nó không có bị đắng luôn. Hy vọng video sẽ giúp được mọi người nhé. Nói tới hai đừng quên bấm nút chuông, đăng ký kênh, like, share và ủng hộ em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào mọi người, bye bye. Bye bye mọi người.